chờ anh lặn xuống hết nó mới dám chờ, không dám bắn. Vậy là mấy ổng thấy rắn gì góc nổi lên rồi mấy ổng im ru luôn, không dám làm gì chân hết. Không dám, con chạy nổi như khúc nước cạn, con tàu buôn luôn, đâu phải nhỏ. Yeah. Tàu buôn quốc tế rồi đó, nó chạy đường Hùng Ngự mình lên Nam Giang nè. Yeah. Bắt cái ông yếm nó qua luôn đó. Bắt qua trục qua tới nhà luôn. Yeah. Quá mạnh. Biểu bây giờ mày phải phá người ta, mày phải gỡ, mày không gỡ là mày chết. Có thầy nào không sợ, y tên Mười Hiền. Yeah. Bốn anh em ruột mà ba người là bên đò qua một ông ba cầu mối bên đó, có hai cái bún đó là hai miệng hang, nhưng mà không có lú lên lú xuống, bị hang nước lớn nước ròng già già nó rình rình, nó chài một chài là sống đủ năm. Cá hả ông tư? Cá lèo, cá bấm, cá này kia ở dưới hang, lâu lâu nó lên nó canh con nước, cá lên nó chạy xuống chơi vậy đó. Miền hang nó dữ lắm, đi cốc không chứ đó con. Bên đây mình không có chứ bên Hùng Ngự Tân Châu bên nó lỡ cồn, nó lỡ hoài. Bây giờ xây bờ kè hết rồi ông tư? Dễ gì, sông Tân Châu đâu có gì đâu mà xây. Xây tại Tân Châu dưới này thôi. Yeah. Còn theo đường đó dài lên Campuchia đâu. Yeah. Có ai xây nổi. Yeah. Xây chỗ cái chợ, chỗ bến đò không à? Xây chỗ đó lâu lắm rồi, chỗ huyện đội Tân Châu xây đó. Vậy là cái con rắn ri cốc đó nó ở ngã ba Dầm Nào dám có luôn hả ông tư? Nhọc, nói chung dưới đất này ảnh đâu cũng có ảnh. Rồi mày tính cái thằng sáng cạp này nó cúng bốn con heo. Cúng rắn dây tóc đó hả ông Tư? Cúng xin ông bà cậu chứ đâu biết rắn. Rồi chú nói vậy tao nói rồi, sụp hang đi cốc. Cái cầu Kinh Mặt Lung mà cầu Rạch Giá chạy về Hà Tiên đó. Cất cầu rồi sụp mất nhịp. Anh lúng xuống mất tiêu nhịp cầu đó, không thợ lặn không biết đường đâu mày. Ngay cái hang ổng này hả ông Tư? Ngay hang. Dạ. Rồi mới kêu kỹ sư Nhật qua, nó đổ bê tông dưới. Nó đổ bê tông dưới nước luôn. Trời ơi. Đổ chắc ngựa gì dưới bê tông đó con, nó làm bích rồi con mới đưa cột cầu rồi nó mới xây được cái nhịp cầu thứ ba. Chứ mày xây cây cầu bên kia qua bên đây còn nhịp nữa. Có ba nhịp à. Yeah. Mà cứ như sập nhịp lên đường về Hà Tiên hoài, lúng mất tiêu cái dàn cầu gáo chó gì đâu mất tiêu hết, đà mầm gì không biết đi gì đâu, còn đá nó lấp, nội nó chở công trình ở Hà Tiên nó về nó lấp không biết ngàn khối tỷ khối nào chứ, đổ bao nhiêu không biết nó trôi gì đâu mất tiêu. Cái đó nó có thể nó trổ về Hà Tiên Rạch Giá rồi mà nó trổ dựa biển mình đâu biết cái hang chỗ nào. Mà con thấy cái lạ chỗ này rúng biển phải có cái hang khổng lồ. Yeah. Mày thấy nước lớn nước ròng này ảnh chuyển mình ảnh lú lên là nước lớn. Yeah. Theo cái nôm na mình dốt tính của mình độ vậy, ảnh rút xuống là nước ròng. Chứ nước đâu mà dưng ấy tới lui là ròng lớn. Làm như có giờ giấc ảnh hoạt động theo lệnh của bề trên biểu hình. Đi rắn đi cốc cầm đệ tử ta đó, cầm câu ăn hoài. Mà thằng này nó tài. Cá linh mình mùa này con có con chân cái vậy con, nó mua cái lừa cá bự gì đánh dễ sạch hết, mổ bụng bỏ nó phơi nắng. Hơi nắng cá tới chiều cứ dung dốt đi cầm câu. Nó cột cần câu, có hồi đó đâu có mốt có này kia như bây giờ nhiều đâu. Nó bó xậy, nó chặt khúc, bó làm cái phao. Thế nhiều khi mình cầm trong đất rắn lớn quá nó gịch, bứt câu nó lội đi còn cái phao. Nó vụ mơ nhậu. Nó hỏi mơ nhậu bao nhiêu người sư phụ? Tao nói chắc mười mấy đứa. Rồi, để con.
14 15 người ông ta nói là nó cầm 16 15 20 kg. Nó cầm cho mày dư 4 5 kg để phòng ngờ khách hàng xóm. Hiểu. Mà ảnh mềm, thịt không như rắn đi voi mình nha. Ăn ảnh mềm, ảnh không có ngon bằng như thịt trăng rắn hổ, ảnh không có dai, mềm thịt lắm. Rồi chiều nó bơi xuồng, nó cầm theo xong cái, nó cầm nhất là Trà Nóc, Cần Thơ, vô Phong Điền, Cầu Nhiếm rồi đó. Yeah. Nó cầm 10 cần là sáng 10 con. Nó bơi xuồng, nó biết chỗ nào có ri cốc mày. Sao hay hay không thưa? Với tao có thằng nó bắt cu linh, bắt bằng tay không à. Cô Đinh nữa không thưa? Sáng nước rồng vậy cái nó có buổi nhậu, nó dụ nhậu mấy thằng nó bắt cu đinh. Nó dụ nhậu 6 thằng nó bắt cu đinh 7 kg. Trừ hao. Rồi là sáng bơi xuồng 3 4 thằng ngồi nữa. Nó nói con này nhỏ lắm, không đủ đâu, đi. Bơi nữa, bơi dưới sông vậy nó dòm trên bãi sình á. Dạ. Cái đường nó ăn chừng nó chỉ mình mới biết. Dạ. Yeah. Bốn cái giò nó đi có bốn cái lỗ chứ cái lường nó lết lắng lứt thì sóng đánh vô anh ra nó mất rồi. Dạ. Yeah. Con thấy bốn cái lỗ giò không à. Mình đánh giá con đó bao nhiêu ký nó biết. Chuyên nghiệp nữa. Rồi cái nó tới chỗ con nó dụ, con này hơi bự. Nó tính bắt, nó dụ nó bắt 8 ký, con này 10 ký rồi bắt luôn. Rồi nó bơi tới bơi lui ra tới ra lui nó dòm dưới sông rồi nó biểu sắp cái dầm cặm xuồng cho chắc nha. Trên xuồng nó phóng cái ụp xuống dưới là nó bợ cu đinh nó giục vô xuồng. Ủa sao biết nó vị trí đó trời. Sao mà không biết hay hết không ta. Nó xuống cấp cái kia bãi lại rồi xuống tới mấy sông sâu đó nó có cấp. Nó yeah. Vùi ở cấp đó. Dạ. Yeah. Vì nó lên tim mày. Thì nó nói mình mới biết. Yeah. Bởi mỗi cái nghề nghiệp vậy con thấy nó bắt con lịch này nè. Nước tới lỗ mũi nó ngước thì vợ ngồi trên nó lằn xuồng lội dưới xịn. Nó lặn hơi đem lên con lịch. Hai ngón cẳng cái nó bắn. Bắt. Hay dữ. Tao hồi đó còn đánh bôn bốt rồi tao soi trên Vĩnh Tế không à. Đây chèo xuồng tới Vĩnh Tế. Anh hai mày chèo tới tỉnh. Ủa tao gặp nó bắt lịch nữa, tao dẫn ốc sống rồi đó. Dòng chuồng hai mấy ba chục dạ mà nó bắt lúc công rồi đó, nó từ mũi tới lái. Trời ơi. Rồi tao hỏi bán ký nhiêu, nó ký mấy con bạc không ơi. Ông muốn ăn ông Tư, tao nó khoai nó đó. Khoai nó phơi khô rồi kia, biểu vợ mày lựa con nào ngất ngư rồi kia bắt cho tao. Nó xúc cho mày một vợt về ăn mấy ngày. Lịch nó ngon hơn lưng, cái trứng nó cũng béo hơn, nếu nó không bự thôi, con mấy trăm gram mà, nó đuôi như đuôi cá chạch vậy nè. Chuyên nghiệp mà nó lặn một hơi là con tao khen cái thằng cầm đi cốc với bắt cu đinh. Hay vậy không thầy? Nó lặn xuống là nó đem cu đinh lên. Rồi mình ở trên này chuẩn bị cây đàng hoàng đi. Nó lú đầu ra đập để sợ nó lật lên nó phóng xong. Mà nó đưa mặt nước là nó giật con chỏ rồi. Quýnh cu đinh xỉu rồi. Con tay nó bợ là nó đưa lên khỏi mặt nước là con chỏ này nó để vô yếm tâm cái ực rồi. Yeah. Quýnh cái ục nó mới giục vô ghe. Thì cu đinh bất tỉnh rồi. Nhiều khi nó leo lên trên xuồng mà cu đinh chưa có nhúc nhích nổi nữa. Cô đinh giá thịt dữ lắm hả ông Tư? Nói là thịt không, con có cái ngu chính giữa nó cứng lõm rồi. Dạ. Cô đinh càng đứt. Càng đứt thì nó cứng hết. Càng đứt nó khác. Bữa hổm tôi xuống sớm mày quay chú ba mày bán cho đệ tử tao đem đồng trạm thả. Mua càng đứt 7 kg. Đồng trạm này cái thằng bên đây nó đi nằm trong nó bắt được bưởi 9-10 kg, 6-7 kg đi bắn chim bắn dạt trong có chỗ dựa hết á. Yeah. Đi ăn trộm đụng mình sống trong bên nhà bên đây.
cái ông mà hồi sớm ông Tư nói ổng dính cái đó rồi, rồi làm sao mà ổng lấy cái xác ổng lên được thưa ông Tư? Vậy cũng giấy rước cái ông cả ở đình dùng kinh đoàn dông nó lên, rồi cũng cúng giấy thổ địa sân thần rồi nó độ ảnh mới nhả ảnh quấn cái gào sáng chổng khung mà anh không rút, ảnh rút xuống là chiếc đó chìm luôn ra. Yeah. Nửa chiếc sáng nhổng cái đít trời gì nè. Yeah. Mà nhờ nó cột dây cáp dây đồ nó chằng vô dữ lắm cô bé. Yeah. Chứ không phải mà trống chắc cái đầu sáng nó rớt xong luôn. Gịch mày lại mày không dám bơi xuồng gần á. Bộ thấy con rắn đó luôn hả ông? Không có thấy. Ờ. Múc sâu 3-4 thước chứ sao mình thấy được. Đầu sáng cái chiếc sáng nó chìm hơn phân nửa đó mày tính. Nó chìm tới cái đầu máy chiếc sáng. Chổng đít lên trời gì nữa. Trời. Mà nhân viên bỏ phóng bờ chạy hết không biết cái gì. Rồi thằng tài xế hụ hị gì cắt lên không nổi, cắt chừng nào nó rút sâu xuống mình thấy. Họ không dám nhúc nhích luôn, bỏ nó luôn. Rồi mà cuối cùng cúng đồ này cây sinh hả ông Tư? Cúng sinh anh mới nhả ra, rồi sau này cái xã đó đặt kinh 1800. Từ ngoài kinh lớn mút vô đó được 1800 thước. Rồi đặt kinh 1800 luôn hả ông Tư? 1800 luôn. Là sau này hết dám mút nữa đó hả ông Tư? Đâu dám mút nữa. Ừ, hết giam mút luôn. Là cái kinh đó là kinh chỗ nào ông Tư? Kinh dưới đoàn dông, dưới chỗ kinh D, kinh C, kinh H, kinh F rồi đó. Ừ. Vô cái xóm đạo của Ngô Diệm hồi đó đó, vô kinh đoàn dông rồi đó, đó, đó mày. Dạ. Dòng đi kéo lưới này chỗ nào có cá thì đi kéo mà. Dạ. Rồi mùa nước này mình mùa khô mình kéo, mùa nước này mình thấy vậy. Tao săn rắn hổ xuống dưới, tao săn bắt rắn hổ không? Ở cái đùng đó rắn hổ nhiều hả ông Tư? Nhiều. Mà thì bây giờ cũng hết rồi, có bị nó mần ruộng thằng nông này nữa. Dạ. Hồi xưa mấy cánh đồng vòng vòng ở đây trồng lúa mùa không hả ông Tư? Lúa mùa không chứ hồi đó đâu có thằng nông. Dạ. Thằng nông này con biết vào thời điểm nào không? Có trước ngày cách mạng thành công mình lận trước năm 75 lận nhưng mà ít. Yeah. Số người ta mần thí điểm mà mần ít. Yeah. Mần một hai công để coi chứ chưa rằng sau cách mạng thành công mình mới mần nhiều. Lặn xuống hết nó mới dám chạy, không dám bắn. Vậy là mấy ổng thấy rắn cái cốc nổi lên rồi mấy ổng im ru luôn, không dám làm gì chân hết. Không dám, con chạy nổi như khúc nước cạn, con tàu buông đâu phải nhỏ. Yeah. Tàu buông quốc tế rồi đó, nó chạy đường Hùng Ngự mình lên Nam Giang nè. Yeah. Ngang gặp nổi đen xì rồi mấy ổng đậu đó chờ luôn hả ông Tư? Ừ, chạy thấy sóng đánh. Yeah. Cái thằng thủy thủ tàu nó giỏi lắm con. Yeah. Sóng đánh như thế nào, nước sâu làm sao, nó coi mặt sóng nó biết. Yeah. Gặp mấy anh nổi đâu dám chạy. Rắn tàu lên đó, anh dùng mình, sợ tàu mà chìm luôn. Quá lớn, rắn lớn kinh khủng. Mình cầm câu mình ăn đó, con ký, ký ngoài 2 ký, 3 ký đổ xuống chứ không có dám cầm rắn bự. Yeah. Mà rắn bự thấy nó cầm cũng không được con nào 3-4-5 kg đó. Yeah. Có 2-3 kg trả xuống có, không có bự. Mà ảnh hiền nữa, bắt chơi tối ngày ta thả vô vùng ngủ chơi, nằm ngủ. Nó dài không ông Tư? Nó dài không? Nó y rắn y voi vậy, u nu khúc vậy đó. Yeah. Thịt không à. Yeah. Mà anh có 4 sọc nhưng rắn râu mình. Yeah. Anh bự đồ 1 kg ngoài 2 kg, cái trên này nè anh có một hàng. Nhưng một cốc mình một ruồi nổi lên vậy đó, người ta kêu. Yeah. Rắn đi cốc là vậy đó. Dạ. Yeah. Mấy ông già sướng, mấy ông đặt tên mình. Ồ, nghe từ mới nhắc cái 4 sọc mới nhớ con rắn đó mình gặp rầu. Ở đâu? Con gặp trong đồng á. Nó có cái 4 sọc xong á, cái đuôi nó nhọn dài ra, nó nuôi xuống giữa, còn cái đuôi nó nhọn bắt.
nó ít sông. Lên đồng bờ lắm, anh ở sông cái rồi nhiều. Ở dưới nước anh thổi hang được, anh phun nước anh thổi hang được, anh làm hang được. Vậy là rắn đó nó sống là dưới hang không hả ông tôi? Ừ, dưới nước, trong nước, không thở mà. Vậy đó mày, mình nó biết chỗ nào có rắn ba lớn cầm câu, nó cầm cần nào sáng dính cần đó chứ không có nói cần không bao giờ. Hay quá hay. À. Còn anh em bạn cột chèo tao, ổng có đệ tử nó chiêu môn nó bắt ếch. Bữa nay nhậu 20 người nó bắt 25 kg ếch. Ếch dùng đó có bao nhiêu con là nó bắt hết nhiêu con. Ôi ôi. Có thuốc hả ông Tư? Có thuốc. Thuốc mê. Khi con sử dụng thuốc đó con phải ngậm thuốc để trừ, không có con cũng mê luôn gì hết. Nó đem theo một cây kim nhà chỉ, luồng chỉ đỏ sẵn. Nó bắn được ếch đầu tiên là nó mai vô đầu dục, đem cả mẫu đất nó dục bỏ. Ủa? Chừng nào mà cái vùng đó mà con nó bắt được con ếch đó nữa là hết ếch rồi. Làm dấu hả không Tư? Làm dấu. Tiểu ha. Nó đặt lợp là kể như cứng lợp. Dùng đó nó dụ nó có 500 con ếch, nó đặt mấy cái lợp đó là nó bắt hết 500. Thuốc này xong rồi trong đó có ngặt cái chỗ có mỡ chó trong. Trong cái thuốc đó đó không Tư? Ừ. Mà không chỉ chừng mà nó đời cuộc đời nó tàn phế nó mới chỉ cho ông. Tức là cũng đi theo chơi theo anh em bạn bè bị đạp mìn nổ cục hai giọt đó. Nó mới chỉ cho ông bè thuốc bắt hết. Ếch mà còn sông mê ếch được luôn. Cá lăng này con tính cá lăng con mấy trăm ký lô chứ đâu phải cá lăng nhỏ đâu. Dạ. Cá lăng nha đuôi kỳ nó đỏ lòm hả? Dạ. Cứ giống bự lắm. Cá đó bây giờ con nghe nói dường như là nó cũng rơi vào cái giai đoạn gần tuyệt chủng không Tư? Nó ở sông cái chứ bây giờ nó vô rừng núi, nó ở theo mấy suối đá rồi này kia, hang đá rồi. Ngoài sông bị nó giật mìn này, cái điện đàm bây giờ nó. Bây giờ cào điện không? Cá lăng lại bữa nó lên YouTube này, cá lăng nó kêu cá. Cá lăng gì nó ngộ lắm, nó rằn ri như rắn mấy gầm vậy đó. Ồ. Cũng con mấy chục ký. Dạ. Cá lăng nó nuôi trong bể đẹp lắm. Hồi xưa vậy là ông Tư cũng đi săn, đi bắt cá rồi cũng ra tới xem cái rồi ập ảnh hả ông Tư? Đi dài qua Đồng Tháp rồi đó hả ông Tư? Ừ, tôi đi tùm lum đó cả, không có săn ở trong, không có bắt cá ở sông cái thôi, nhưng mà tao quen mấy thằng đó. Nó văng lưới cá hô này là nó văng đài nữa. Nó văng một tay lưới bên đây xong rồi qua bên tới bên kia xong rồi hai đầu đầu đài nó cầm tầm vông nó treo thùng thiết lên đó. Dạ. Văng câu cũng vậy mà văng lưới cũng vậy. Dạ. Dính cá rồi nó gịch cái thùng thiết, cây tầm vông nó quạt cái thùng thiết nó có cọt. Ấy đâu nó quấn lùng phèn, tùng phèn, tùng phèn. Quấn là nó biết dính cá chạy ra. Dính cá ở chạy ra thăm. Chạy chiêu. Ô, ở trong mặt sông rồi nghe nói hồi đó bạn của ông nội anh này cũng dân cũng anh chị cũng thầy võ lận cho ông ấy vừa xuống với ông nội xuống với Hòa Hảo mình đi cái cồn gì để cũng dầm nao lên khúc đó. Nó cá hô một cái một con mấy trăm ký, cá hô với cá tra cờ. Yeah. Cái dụng cua nhà máy với con với lên đó
Đi cuối cùng gì mùa nước giật mấy ông đẩy te dùm cá liềm kìm nữa, mấy ông leo lên lưng cá đuối, cá đuối nó na mấy ông ra sông rồi. Khúc ở trên chỗ Thị Đam á không? Cá đuối nó một con bằng mấy chiếc đệm mình. Cá đuối nước ngọt mình không tư? Cá đuối nước ngọt nó mắc bằng hai cá đuối nước biển. Kỳ đó chài già nó chài trên đầm ký được con 200 mấy chục ký. Hồi xưa sao con cá cá gì nó cũng to hết trơn. Bị đâu ai biết câu cá đuối nó chài, tụi chài già nó chài chài già nó để chứ cái chài đầu chuồng này đầu chuồng kia nó chèo ngang đó. Chài ghê. Phụ nữ dính cá đuối rồi nó dở chài lên không lắm. Nó lặn dưới biển cá đuối nó mài xác xịn nó đâu biết cá gì. Rồi người ta mới chỉ qua Hà Tiên mướn thợ lặn bên Hà Tiên dân biển nó mới biết, nó đem dụng cụ qua nó đem cái trái chì ba lớn này gai không à, nó có cái quen lặn xuống dưới rồi cái nó có lưỡi mấy lưỡi câu bắt móc vô vàng cá đuối rồi leo lên chỉ lặn xuống móc vô vàng nó thôi. Cá đuối rồi mấy trăm ký thì tao có ăn cá đuối đó. Em dâu của bác tư gái mày nè mua bị nó bạn hàng chợ Đồng Kỳ. Nó mua đâu cả 100 kg nó bán mấy ngày mới hết. Tao lên cái nó lấy nấu chua, nó chiên tương rồi kia nó cho tao nhậu. Cá đuối nước ngọt con ăn nó ngon mà cá đuối gai nó ăn cũng không bằng cá đuối dơi. Cá đuối dơi nó ăn thua cá đuối điện nữa, nó béo. Cá đuối nó giật mình chết con chừng ký nó giật mình cắm đậu xong. Có đuối điện mắc nước thợ bắt thợ câu kiều bên Hà Tiên qua nó bắt đơn giản mấy chỉ vàng. Chỉ nó đem trái chì xuống nó lặn chứ nó móc cái lưỡi câu vô về vàng cá đuối nó nổi lên lên chuồng ngồi rồi bắt đầu nó căng sợi dây này nó quay sợi dây này cho thẳng biển cá đuối nó đầm nó hít dưới sình á quay cho thẳng trên này anh thả trái chì gai không nó ịn trên lưng ảnh một cái bụp ảnh quảng hồn ảnh nhóm dè lên nó trời lên rồi bắt cá đuối lên mấy chỉ vàng chơi vàng. Chơi cái này là chơi chiêu chơi chiêu chứ không thôi con lấy chài đâu được nó ộp cái chài mắc kẹt đó mà. Kỳ đó bà Út mày bà mua bị bà bạn hàng cá bà mua được mấy chục ký lô bà chia đặng bán với nhau cá đuối 200 mấy chục ký luôn à bự lắm bằng cái niêu. Hồi xưa cái sông Dầm Nao đó nước nó xấy dữ lắm hả ông Tư? Mùa nước đổ này nó xấy, mùa này con đâu dám đi. Yeah. Cỡ này đỡ rồi mà cỡ này cũng còn dữ nữa. Nước giật nè. Yeah. Đổ gì xong nó thấy chạy Châu Đốc mình cùng tiên đi chỗ cái ngã ba sông ngã tư sông đi. Yeah. Còn đâu dám lại gần nó thấy ghe 300-400 dạ chìm luôn. Yeah. Cũng có miệng hang chứ. Yeah. Thợ lặn nó lặn gặp bởi tụi chài già đâu dám chài khúc đó chở. Yeah. Không dám chài. Hồi xưa mấy bên người chài già nó chài rê không à? Cũng chài tay chài kéo cũng có chài rê tùy theo khúc. Yeah. Cái dầm sáng Tân Châu mà chỗ kinh sáng lên Bắc Đai Dung Thăng An Phú đó rồi cái đường dầm sáng mà chạy qua Tân Châu đó tre nó lỡ nguyên bụi dữ. Yeah. Nó coi chỗ nào mà ấy rồi nó bao nguyên bụi tre đó nhiều khi cả tầng mới rồi cái chài là nó sống dương năm. Cá rùa biển mà con mấy ký lô kìa tao mua con 2 ký mấy. Yeah. Cá rùa biển bị dòm thấy hết hồn. Sao cá nó bự dữ vậy trời? Sông cái tới mùa mà hồi đó nước, mùa nước đổ anh sông quen với tao anh bằng cái ngọn đáy đó
dòng cá tra, cá bông này mày, cá tràng, cá leo này mày không có làm gì cho hết. Đái cứ một phút bứa đục, phút bứa đục, nhiều khi thả xuống kéo lên đầy đục. Đầy nó đi về luôn hả ông Tư? Đâu có đái nó mặn, có ghe rỗi nó lại nó cân, con cái đục đâu có ba lớn. Yeah. Cái đục nó chừng ôm dài chừng hai thước hà. Yeah. Cái đục anh đương bằng cây tre rồi anh đương kính, anh bằng cái đục đái. Yeah. Anh mới bỏ qua thái, ảnh lãnh lệnh của bà Ngô Đình Nhu đó ám sát ông Phạm Công Tắc, tức là ông bên giáo phái Cao Đài. Ba người lệnh súng vô làm đệ tử Phạm Công Tắc luôn, theo dõi để ám sát, lừa cơ hội ám sát. Đệ tử ông Phạm Công Tắc tới 12 người, bữa đó, cái đồ mà rửa mặt ổng, rửa giò, rửa tay ổng là cái thau bằng vàng. Ổng kêu đệ tử ổng, ổng biết, cái tai nạn ổng biết, mấy người đó tao biết chết. Múc nước cho ổng rửa tay, giò ổng rửa tay, rồi ổng biểu lấy nước đó rửa mặt, mấy đệ tử rửa mặt. Rửa mặt, rửa tay hết, 12, 13 Phạm Công Tắc. Thành ra bên công an Ngô Diệm không biết ông nào là Phạm Công Tắc. Không biết trước luôn hả ông Tư? Biết. Rửa đầu rửa mặt hết, giống ổng hết trơn luôn. Ừ, giống hịch, rồi ở trong đó rồi không biết ông nào là Phạm Công Tắc chánh. Nhưng mà cái thằng bạn của ông bác đó, nó đưa Phạm Công Tắc chánh đi vô núi rồi. Nó tới đại tá bên Ngô Diệm nữa, mặc dù của Ngô Diệm nó mới dữ dằn. Y đạo Thiên Chúa, nhưng sau này y thờ Phật. Y có học phép, nói mà chà già này phá thư mày thì y trục chà già nó qua tới nhà y, y ở bên một quá kiến tường. Bây giờ chặt chết, mười mấy năm nay tao không qua lại. Vậy là ông đó mới ông bùa ông mạnh hả ông Tư? Bùa Sim. Yeah. Ông mới lấy bạc của Ngô Đình Diệm đầy nhóc một xe bạc luôn. Chắc xe năm 62 lật đổ Ngô Đình Diệm đó mà chưa lật được, tới 63 mới lật được Ngô Đình Diệm mới chết. Yeah. Đi chở một xe bạc chạy qua Thái, chạy lên Campuchia, Nam Giang qua Thái luôn. Ở bển vô rừng trốn, bị năm 62 lật hụt. Yeah. Để nó theo nó giết làm sao, vô rừng trốn luôn. Rồi mới gặp ông thầy Thái đó, mới theo học. Khi nó học 3-4 năm rồi, ông có trồng bụi ngải như cây xương rồng mình mà cây nó lên chùm chùm mà bằng ngón tay tay vậy nè, nuôi nuôi nuôi. Yeah. Thấy ông thầy là bữa chiều nào ông cũng ra bụi đó ông liền cúng hết trơn. Cái bữa đó ông nói nhớ quá trời, nhớ nhà rồi, nhớ vợ, nhớ con. Cũng yên rồi, tịnh rồi, lạc đổ Ngôn Diệm được rồi, chết rồi. Ý mới về. Về ý mới nói là bây giờ ra ăn cắp, thấy ông thầy ông cúng lại cái bụi xương rồng nó hoài. Ra mới bẻ nhánh, để ông túi ra ngoài xa phi trường. Ra sớm máy bay nó chưa tới giờ bay, y nằm dưới lường máy bay chứ không dám mở này. Ông thầy ông chống gậy ông ra tới. Không biết. Vì ở lúc một xe bạc mà ông giàu dữ lắm mà ông thầy ông cũng thương. Yeah. Ông nói con muốn học cái này hả? Con học con đừng ăn cắp vậy xấu lắm. Học ra đây, tao chỉ cho. Thì ra ông chỉ lát ông nói con đem về xài đi. Ờ, có vậy thôi, chứ ông không có nói gì nữa hết. Rồi cái ông về Việt Nam thăm vợ, thăm con, rồi quyến luyến ở bên đây luôn, không gì vậy. Nói nhưng mà chà già mà mày bị tư yếm, chà già yếm đó hen. Yeah. Là y trục phải chèo ghe bù câu trích cu gì, phải chèo ha chài gì đó, phải chèo tới y. Bắt cái ông yếm nó qua luôn hả? Bắt qua trục qua tới nhà luôn. Yeah. Quá mạnh. Ờ, biểu bây giờ mày phải phá người ta, mày phải gỡ, mày không gỡ là mày chết. Có thầy nào không sợ, y tên Mười Hiền. Yeah.
bốn anh em ruột mà ba người là học làm ông cha hết trơn, còn có mình đi bà già không cho làm bên đó. Bà già nếu làm ông cha thì thiệt giống nồi sao, phải cứ vợ cứ con. Mạnh quá, mạnh hả ông Tư? Mà chào Ngô Đình Diệm y tới đại tá y dám cãi lực của Ngô Đình Nhu mà ví dụ lập ấp chiến lược này. Bà Nhu, bà Nhu Ngô Đình Diệm không giết y, y tài lắm, y biết nhiều thứ tiếng mà hiền. Y trị bệnh cho mày hết, mày đem heo lại cúng, nhưng mày phải ở đó mày ăn à. Ăn cho hết mới cho mày về. Tao qua nhà y lúc tao dạy đệ tử đó, gần đó ông đã chạy lại nhà y hết. Mấy dòng đó không ai dám đụng ổng. Hiền lắm. Y không bao giờ phá ai, ai có cần y chích. Còn nói thuốc tây y chích là bác sĩ dùng đó không nào qua y. Có ta cục dược không được. Y tới đại tá Ngô Đình Diệm rồi đó, đâu phải vừa đâu mày. Trời ơi. Dữ dằn luôn. Ông giỏi. Giỏi lắm. Hiền. Còn nói vụ mày biết gì đó, con mua ông bao gạo, hai bao gạo mày cho vợ không? Thì không lấy chứ, còn có ông đó mà bắt mày ở đó ăn cho hết gạo mày cho. Không chịu nhận của ai chứ. Tiền. Còn nói vụ con bệnh đó, y khám cho con bệnh đó vậy đó, bây giờ phải sử dụng thuốc tây. Rồi mày đi theo y ra quầy hàng thuốc tây, y mua cái gì ra ta đưa mày đó, mày móc túi mày trả. Vậy chích ngày hai ngày hết rồi. Bệnh hiểm nghèo cũng hết. Còn cái số mạng mình tới số thì nó không được, trị không hết đâu. Kể như Châu chị không có tay phục dược hay giỏi. Cũng nói bùa trà già này mà thư yếm là chết chứ y. Vì thầy của y là người Sim mà. Vậy là bùa Sim là mạnh nhất hả ông Tư? Mạnh, mạnh hơn trăm. Dạ. Nghe nào nói bùa Ấn Độ cũng mạnh nữa hả ông Tư? Tao chưa biết bùa Ấn Độ mà. Bên mình không có học thầy của Ấn Độ. Như bùa Ấn Độ là trăm đó. Dạ, Ấn Độ là trăm đúng. Rồi bùa Sim với bùa Lỗ Ban là của Việt Nam mình hả ông Tư? Lỗ Ban thì của Ba Tàu chứ nói hả? Việt Nam mình không đúng. Của Ba Tàu hả ông Tư? Của Tập Cận Bình. Rồi như bùa Sim với bùa Lỗ Ban cái nào mạnh hả ông Tư? Mỗi một cái chỗ nó mạnh khác nhau. Dạ, có cái đặc điểm riêng hả ông Tư? Đặc điểm riêng.